cùng nuôi bệnh như chị nói chuyện với con cô. Nói trời ơi, sao anh khổ thế? Thấy anh thường xuyên ăn toàn đồ khô không, hết bánh mì không, tới mì tôm, mì gói ăn không. Tại vì ban ngày thì anh ăn cái cơm từ thiện. Nên anh thấy cái cảnh đó, cô nó thật với con. Ở đời con người ta khổ quá, đừng dụ người ta vào đường cùng. Yeah. Mà đi đến chỗ mà nở lòng nào. Này chỉ cái gì cũng vậy, nó vừa vừa thôi. Từ thiện lâu nay được người ta kính trọng để cho nó kính trọng. Yeah. Làm hành động ép nó quá thì người ta cũng thấy được, chứ không phải không thấy. Thì tự mình làm mất giá trị của mình thôi. Lâu nay mình đã làm những cái chuyện cao thượng được thì mình cũng không nên vì một phút tự ái mà mình muốn hạ con người ta. Mà cô nói thật với con, em nó đáng thương lắm, tội nghiệp nó lắm. Nhưng mà cái cảnh á, theo như cô điện về quê nó đó, cô tìm hiểu á. Nhưng mà tại vì á, Hà Vi Khánh khuyên tiền nó bây giờ là để chữa bệnh cho vợ. Thì cháu có thấy một cái kinh là mẹ của Thành đứng ra xin là để trả bớt nợ nần cho những người đang đòi. Thì Hà Vi Khánh là mới có ý kiến góp ý là tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ là em nên giữ lợi, bác cũng nên để lợi để mà lo cho Khuyên hả, còn nợ nần để sau này hả tính, có cái gì thì em Thành sau này đi làm trả sau cũng được. Dạ. Chứ không phải là nó không muốn trả, nhưng mà đến khi nó có tiền một cái rồi á là cứ nghĩ nó là người không biết điều, rồi đi đến chỗ ganh ghét, rồi làm những cái chuyện là tưởng đâu ném đá giấu tay, tưởng đâu gọi điện thọc mách như vậy là Phùng Thành không biết. Đó, bây giờ biết ra thì cũng mất mặt với mọi người đó. Yeah. Thì, nhưng mà cô thấy anh em cũng đồng lòng lên tiếng để ủng hộ giải thích giùm cho em nó, tội nghiệp nó lắm, nó suy sụp dữ lắm con, nhìn thấy nó sơ xác lắm rồi. Yeah. Tinh thần của nó như vậy, con biết không, nó gục lên gục xuống chứ không phải là nó muốn như vậy đâu. Yeah. Mà hỏi con chứ con người ta dồn dập quá, đầu óc riết cũng đâu còn minh mẫn. Con người ta mà thức khuya thức đêm, con thức cử 3 ngày thôi, con lấy con sao? Mà ở đây á, thức bao nhiêu ngày, ăn ngủ không yên, ăn ngủ không đâu vào đâu hết. Ảnh hưởng lắm chứ. Yeah. Rồi biết bao nhiêu cuộc gọi điện thoại nói chị em nó như vậy. Mà đối với lứa tuổi nó như vậy, con biết không, nhiều khi á, nó bị sốc quá, nó cứng họng luôn, nó không giải thích được. Chứ không phải là nó có lỗi mà nó làm thinh đâu. Nhiều khi tấn công nó quá, dồn dập nó quá, con người ta quá ức quá, nói không thành lời luôn. Chứ yeah. không phải là không muốn giải thích đâu. Yeah. Nói là không giải thích có nghĩa là đồng tình với những gì người ta lên án, không phải đâu con. Yeah. Nhiều khi bị sốc quá, nói không thành lời, nói không được luôn. Yeah. Cô nhìn qua nó, cô biết nó giờ nó đau khổ lắm. Cô yeah. nghe được tin là nó nứt lên nứt xuống đó, nó suy sụp sức khỏe quá. Nó nhưng mà tự nhiên cô hỏi con cho tiền nó 3 triệu để bồi dưỡng nó mới gửi cho chị vợ đó, lo cho con đó. 200 đô nó cũng gửi cho chị vợ nó. Thì trong gia đình mà con đang tình hình như vậy, cần gì phải tính toán như vậy, thì sau này có cái gì, tại vì nó bây giờ là nó nghe lời tất cả các Mạnh Thường Quân người ta khuyên đúng thôi, là nên để tiền để chữa trị cho vợ nó, thì nó cũng đâu dám đụng tới. Yeah. Cho nên là Mạnh Thường Quân thấy vậy, nó mặc có 2 bộ đồ thay tới thay lui, người ta cho tiền nó để mà bồi dưỡng thì nó gửi. Mà con chị vợ quá tệ, con người quá đáng. Yeah. Hỏi chứ ai đâu nỡ lòng nào cháu mình còn đó, nó là em rể. Người đàn bà ít khi nào người ta quan tâm mà người ta chấp nhất với đàn ông lắm. Yeah. Nhưng mà đây cái con này nó chấp nhất với em rể như vậy là con người nó là một con người quá tệ, một con người rất là xấu. Yeah. Một con người nó sống quá tệ, không thể nào mà cô nói thật không tha thứ được đâu. Yeah. Đối một người phụ nữ thường á, ta ganh ghét với phụ nữ thôi là quá lắm rồi, chứ còn đối với thường thường á, thấy nam là người ta không bao giờ người ta nói những tiếng nói giúp đỡ cho em con hết thì thôi, còn cháu mình đó. Nhưng mà ở đây cũng vì đồng tiền mà con người nó như vậy, quá tệ, tệ quá sức. Nó không nghĩ cuộc đời nó đâu phải là như vậy hoài đâu, biết đâu có chuyện này chuyện kia sau này thì sao. Yeah. Nhưng mà sự thật Thành nó khổ lắm con ạ. À. Yeah. Cô nói thì gia đình cô chứng kiến thấy nói trong giờ đấy, đau lòng lắm.
nhiều người là hết nước mắt, thấy thương lắm. Dạ. Cho nên là cô không cầm được, bữa nay cô bớt bệnh một chút. Dạ. Cô mới nói chuyện với con, tâm sự với con. Dạ. Dạ cô nên ơi. Là là hôm đó là cô đang đi khám bệnh cũng như cô đang lấy thuốc thì cô bất chợt nhìn thấy anh Thành ăn những gói mì tôm khô ở gốc cây phải không cô? Ừ, là nó xé mì tôm phải khô á con. Dạ. Mà nó cứ sợ thì này kia thấy nó cứ núp nó khét, nó bốc, nó bỏ miệng mà trời, nó cứ cầm như kiểu như cái che giặt áo á. Mà nó làm như nó cũng tổn thương lắm, nó đứng ăn mà gương mặt nó rất là đau khổ. Đó. Tại sao này cô biết là nó đi di sinh, nó đi sinh làm hồ là làm kia lạ mà người ta đâu có nhận con. Nhưng người ta thấy người miền Trung mà lạ nữa, người ta đâu có biết mà sao. Đó. Cho nên là ta nói đủ người rồi. Cho nên là thấy cũng tội lắm, thương lắm. Cho nên các con là hãy cố giúp em, thương em. Nói chứ giờ còn hai đứa con nữa, một đống nợ nần nữa con ơi. Nói tinh thần nếu vợ nó không may có chuyện gì thì tinh thần nó suy sụp còn biết bao nhiêu chuyện nữa phải lo, chứ đâu phải nhiêu đó đâu con. Yeah. Nên anh Quốc Võ sắp sửa chuyển cho nó 60 triệu đợt thứ tư. Nên ở bên Mỹ người ta cũng rất sáng suốt, cái chuyện nào ra chuyện đó, chứ không phải nghe lời về một hướng. Nếu là bây giờ không ưa nói thì xúm nhau comment, xúm nhau nói là cái tiền nó để lợi đi. Nhưng mà cô nói thật với con, vô bệnh viện chẳng hạn như sữa, người ta đề nghị mua sữa ở bên ngoài để mà truyền cho vợ nó, con biết cái sữa đó rất là mắc. Yeah. Rất là mắc. Rồi bao nhiêu thứ bên ngoài chi phí, rồi bồi dưỡng cho những người mà người ta làm vệ sinh cho vợ nó này kia cho nó. Nó nói trước ống kính nó không nói được những cái chuyện đó là rất là tế nhị. Yeah. Thì con biết là biết bao nhiêu, không lẽ nói thật với con á làm quá đáng điều tra. Mà may là tiền của Mạnh Thường Quân đó, chứ không phải là tiền của họ. Mà làm cô nói thật với con, giúp đỡ người ta, giúp đỡ cho chót, làm quá đáng. Cho nên là cô thấy nói thật là cái lòng khâm phục của khán giả dành cho những người đó, bây giờ người ta cũng tự nhiên người ta bất mãn lắm, ta cảm thấy người ta không phục được nữa. Yeah. Không thể phục được nữa. Cho nên không phải là vì Minh Cháu Thành mà cô nói như vậy đâu. Nhưng yeah. mà làm như vậy tất cả mọi người ta đều có cặp mắt, ta nhìn vô ta thấy hết á, ta có cái đầu ta suy nghĩ hết á con ạ. Yeah. Nên là hãy thương em, hãy cùng nhau nâng đỡ cho em về tinh thần. Cho nên là mình hãy lên tiếng để mọi người, nếu ai có điều kiện kinh tế thì giúp kinh tế, ai có điều kiện giúp lời nói thì mình giúp lời nói. Tội nghiệp em lắm, hãy yeah. thương em nha con. Yeah. Cô rất là bức xúc, thương em lắm. Yeah. Cô chào con nha. Dạ bây giờ thì con cũng xin kính chúc cô thật sự là sức khỏe. Ừ. Thì con cũng mới về cơ nghe cô nói là cô sức khỏe cô không được tốt thì tại cô... vì cô bị tai nạn xe á. Dạ. Cho nên là cô đứng đi khó khăn, cho nên là hôm nay cô nằm và cô coi cô khóc hoài. Bữa nay cô mới ngồi vậy được, cô nói chuyện với con, cô bớt dạ. nhất rồi cô mới nói chuyện với con. Cho nên là hai con hãy cố gắng khuyên anh em thôi, đừng có bác em nữa. Đừng yeah. có nói những gì kích động em, tội nghiệp nó. Yeah. Nó suy sụp dữ lắm rồi. Con yeah. nhìn thấy hai cục mắt đó con, người ta mất ngủ. Nó gần như là nó lừ đừ, nó ngủ ở trong ốc nó luôn đó. Yeah. Nó không gượng nổi mà cứ tấn công. Với lại con liên lạc với mấy cái cháu mà hôm bữa 11 nó bay ra Hà Nội đó. Là yeah. bữa hôm đó ăn Thành đó, là nó xỉu đó. Yeah. Chứ không phải là em nó sai lời hứa đâu. Mấy yeah. cháu bb gì đó. Cho nên là nếu có điều kiện thì cháu cũng lên tiếng giùm. Đừng yeah. có trách em, tội nghiệp em. Yeah. Nha con. Yeah. Cô chia sẻ nhiêu đó, mong con không giúp em được kinh tế thì cũng giúp em về mặt tinh thần. Cô biết mấy cháu tốt lắm nên cô mới dám có ý kiến. Yeah. Cho nên là trời Phật sẽ phù độ cho gia đình tụi cháu. Yeah. Phù độ cho cháu dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trên đường đời. Trời Phật sẽ chứng minh cho lòng tốt của tụi cháu. Yeah. Mong các cháu hãy luôn luôn giúp đỡ cho những người thật lòng khổ. Người ta khổ lắm con ơi. Nha, cô chào con dạ, nha. Dạ, con chào cô. Thì con chúc cô thật nhiều sức khỏe. Sau video rồi, thì cho con xin hỏi cô tên gì ạ? À? Cô tên Thu. Dạ, con chào cô Thu. Dạ, cô Thu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha cô Thu. Rồi, cảm ơn dạ, con. Con chào cô ạ. Rồi, chào con rồi. Dạ.